Xin chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên em lại lên cho anh em 7 đầu máy nhá, hàng CD90 và một con DRAM nhá. Đấy, cái này là hàng em nhập khẩu Trung Quốc hết. Đấy, hàng nhập khẩu Trung Quốc cũ. Thì em cũng lâu lắm rồi bên em về được một lô nhá. Thì các bác nào mua thì các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em là Quyết Bắc Giang. Em ở Bắc Giang nhá, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em. Thế anh em là có nhu cầu mua thì cứ alo cho bên em. Đấy, hoặc là anh em chưa mua thì anh em cứ đăng ký kênh cho kênh bấm nút like nhé. Thì sau này anh em xem lại video nó dễ hơn. Thì tất cả đây là bên em là có một lô này hàng zin nguyên bản và bên em đều có mã hết. Anh em mua được mã con nào thì anh em có thể liên hệ là mua con mã con đấy và giá tiền thì em sẽ để luôn ở trên từng con máy. Đấy, các bác ưng được thì các bác mua, không các bác cứ xem chơi. Đấy, hoặc là các bác bình luận dưới là con máy nào mà nó nếu các bác mua đặt hàng ấy, thì bác muốn mua con như nào thì bác có thể comment dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em để đặt hàng nhá. Rồi thì không mất thời gian của anh em nhiều nữa thì bên em sẽ giới thiệu trực tiếp vào cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì cái video nó còn mãi nhá, thì anh em cứ điện trực tiếp số điện thoại bên em nhá, là anh em cứ hỏi là có con máy này có con máy kia không, là bên em có thì bên em báo có. Đấy, anh em không chú ý được thì anh em cứ xem nhá. Đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu con CD90 mã A500. Con này thì em báo giá luôn là 6 triệu rưỡi là bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Đây, thì nó bao gồm cho anh em là đây, cái này nó tháo xe hết, là những cái đồ nó tháo xe nó có như nào thì bên em bán đúng y như vậy. Nếu mà anh em có con CD90 rồi thì cái này thì nó lắp cho dòng xe win nhá, CD90 hoặc là 67 đều lắp được hết. Đấy, thì nó theo có những con thì nó theo những cần đạp cần số như này thì nó không phải là zin lắm, thì anh em cứ chú ý. Đây, ở đây là mang cá của nó, mang cá này thì nó cũng đã bị sơn lại rồi. Đấy, con nào sơn lại thì anh em nhìn cái biết ngay, vì trải qua thời gian thì nó không thể tránh khỏi được là sơn lại. Đấy, đây, như còn lốc bên này nó vẫn còn zin nhá. Đấy, lốc bên này zin hết, là cái mang cá có thể sơn lại thôi. Đây, thì em sẽ quay đầu trước. Đây, tất cả là hàng răng xanh vẫn còn zin nhá. Cái này thì đây anh em nhìn này, chưa vết chạm nhá. Con này thì zin hết đây, từ cái răng này. Hàng bên em đặt hàng là hàng chưa qua sửa chữa nhá. Đây, đầu bò là ET2 hơi 85. Và cái này là hơi HM02 nhá. Đấy, thì nó đặc trưng ở trên cái dòng đời cũ như thế là nó có hơi như thế. Đây là hàng zin. Đấy, quận lửa đây, gọi là Mitsuba hàng Nhật của Nhật đây. Đấy, cái quận lửa quận nó vẫn còn đẹp, ngửa lên à, tất cả vách tiếc nó còn zin nguyên bản anh em nhá. Đấy, những cái đời như dòng như này thì zin hết, em bao zin hết cho anh em. Nó theo những cái gì thì em vừa quay xong rồi. Đấy, con này A5. Nói chung là anh em cứ xem được con nào đẹp thì anh em đặt tiền trước nhá, đặt cọc trước cho em 500. Đấy, còn nhận hàng các bác thanh toán lốt. Đấy, chứ còn cái này vì anh em đợi chờ cũng rất là lâu, thế nên là anh em cũng muốn đặt hàng luôn thì anh em cọc trước nhá. Đấy, thì bên em anh em gọi điện đi anh cọc cho anh em gửi số tài khoản. Đấy, con nào đẹp thì A500 giá 6 triệu rưỡi nhá. Đấy, vì em tuyển chọn những con máy nó đã cao rồi nên là giá em chỉ bán lãi được có 500 thôi. Đấy, nói luôn với anh em như vậy. Đây, con này mã A500 nhá. Rồi tiếp con thứ hai. À, mày giới thiệu cho anh em toàn máy VIP mà, toàn máy đẳng cấp thôi. Anh em xem hết video anh em cứ đăng ký kênh nhá. Anh em mà chưa ấy thì đây, con này là mã A501, giá cũng vẫn là 6 triệu rưỡi thôi. Đây, đầu bò cũng zin nguyên bản, những con nó bị trải qua thời gian này nó bị mất cái núm mốc rồi thôi. Nhưng còn anh em nhìn này, còn anh em đã chơi rồi anh em nhìn những cái sản phẩm như này thì anh em biết là nó dai chưa. Đấy, con nào dai chưa là anh em có thể nhìn cái anh em biết nhá. Như con này là nó cũng bị lấy cái trà bóng rồi, cái nước sơn nó bị bong rồi nên là nó cũng, nhưng mà ý cái lắp mang cá nó vẫn còn đẹp này. Đấy, lắp mang cá vẫn còn đẹp. Đấy, côn zin điện zin, tất cả đều là zin ngon hết anh em nhá. Đấy, côn zin điện zin mà vách giữa chưa trẻ, giá của nó 6 triệu rưỡi mà em đảm bảo cho các bác lổ êm nhá. Đấy, hơi của nó sẽ là HMB1. Đấy, đầu bò là đây này, đầu bò là E22 nha các bác nhá. Đấy, những con nào nó em ấy là đều là hàng zin hết của nó, đẹp. Mà nó kèm theo xem nào. Đây, kèm theo cho anh em đây, cần số zin của nó đây, cần đạp zin của nó và bộ chế hòa khí. Đấy,
bộ chế hóa khí nhá. Đấy, con nào nó ok được thì anh em có thể xem ưng là cũng còn tem của nó nhá. Đấy, máy còn đẹp. A501 giá 6,5 triệu. Đấy, em đã quay chi tiết này rồi thì anh em mua hàng thì đừng bắt em chụp ảnh lại rồi hộ em nhá. Đấy, chứ còn bắt chụp ảnh lại thì bọn em không chụp đâu. Đấy. Nói luôn như vậy. Rồi tiếp theo con thứ ba ngày hôm nay sẽ là mã A502 nha anh em nha. Đấy, con này thì nước sơn thật sự với anh em là những cái dòng như này thì nó cũng có con nó hơi kém một chút rồi, nó đã bị vẩy sơn lại rồi, nhưng mà ý lốc nó vẫn còn đẹp nếu mà vài anh em sơn lại được. Anh em dọn xe thì bắt buộc anh em phải tháo ra để anh em sơn, chứ con này là đấy, nó cũng bị sơn vẩy lại một chút rồi, nhưng mà ý tất cả nó đều là zin hết. Đây, từ đầu bò đây, những con ốc này nó vẫn còn vuông thành sắc cạnh, chưa bị một cà lê là để đụng chạm với anh em nhá. Đấy, đây nhìn này, đấy, nó rất chi là ngon nhá. Đầu bò là con này là HM gì đây, 14 HM14 đây, hơi vẫn 85 đây, hơi là HM04 đây anh em nhá. Đấy, đấy thì những con xe này nó sản xuất 86 mới lại từ năm 86 đến năm 90 ấy, gọi là CD90 hay là như nào em không rõ, nhưng mà ý là cái này nó chỉ lắp lên CD90, anh em lắp 67 vẫn được. Đấy, cái này thì nó cũng bị đánh lại một chút rồi, nên là hàng toàn hàng của Nhật thôi. Đấy, toàn hàng của Nhật nhá. Con này là mã A502 giá 6,5 triệu anh em nhá. Rồi tiếp theo con phụ kiện. Đấy, phụ kiện thì đây, phụ kiện của nó đây là ống chế hóa khí đây. Đấy, con nào nó theo phụ kiện nào như nào thì anh em là chú ý nhá, nó bên em cũng chỉ có như này thôi. Thì nếu mà anh em về mà anh em có cái sự chế khác thì anh em lắp vào cũng được. Đấy, còn cần đạp con số vẫn còn đẹp của nó ấy nhá. Đấy. Rồi. Tiếp theo là con A503. A503. Đấy, nói chung là những cái con này thì đây. Nói chung là côn A503 giá 6,5 triệu nhá. Đấy, chỉ con này nó hơi bị sứt mẻ một tí thôi, nhưng mà ý là đầu bò nó vẫn còn đẹp anh em nhá. Đấy, vẫn còn zin hết tất cả đây. Con này em bớt cho anh em chút nhá, con này em lấy 6,2 triệu này. Đấy, đầu bò vẫn là HMB3 nhá. Đấy, đầu bò là ET21 này. Đấy, 21 hả, E21. Đấy, còn cái lốc bên này nó vẫn còn xịn này. Đấy, make in Japan hết. Đấy, được cái là nó vẫn còn tất cả là con này nó vẫn còn nguyên hết, nguyên bản hết, vách cỡ chưa trẻ, chạy nó vẫn êm bốc anh em nhá. Đấy, hàng ở Trung Quốc thì em thật có nhiều con em cảm giác có lát ơi lát, em bán giã xác để cho anh em dùng ấy, mà anh em về cái bộ số nó chạy không có một cái hú gì cả. Đấy, đấy, nhiều con bên họ đôi khi là nó phát triển nhanh hơn mình ấy. Có những cái dòng xe cũ này họ tháo rất chi là nhiều, con nào cực đẹp thì họ mới giữ lại, chứ còn những cái con như này thì họ thường họ thải, vì người ta cũng chuộng cái mới, nên để họ đi ô tô nhiều, nên là những cái xe dòng xe cũ người ta bỏ hết, người ta tháo máy. Thì anh em mình có đam mê chơi thì anh em mua những con này về dùng vẫn còn ok. Mã A503 giá 6,2 triệu nha anh em nha. Rồi đây, kèm theo là bộ chế hóa khí nó như này nhá. Đấy, chế hóa khí như này, mới lại cần đạp cần số nó gọi là con này thay chế anh em nhé, nói luôn là thay chế. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo con DREM hàng nhập khẩu Trung Quốc nhé. Đấy. Con này em chả biết DREM lùn hay DREM cao nữa, chắc là con này nói chung là hàng cũng là hàng như đầu bò ET14 này. Hơi thì hơi lòng trứng đây, dưới đáy có chữ HM nha anh em, lật đây này, HM rất chi là nhỏ thôi, nhưng mà đây là vẫn là hơi xịn của nó. Đấy, còn này nó vẫn còn sạch sẽ. Đấy, hơi vẫn lổ này, chưa ra dầu tí gì nhé anh em nhá. Đấy, còn đầu bò thì nó vẫn còn zin đây. Đấy, zin đẹp anh em nhá. Đấy. Đấy, con nào đẹp thì bên em báo đẹp, còn con nào không đẹp thì bên em báo không đẹp. Con này là giá, con này củ đề thay anh em nhá. Đấy, nói luôn anh em củ đề thay. Con này em đề giá 7,5 triệu, em bớt cho anh em còn 7,3 triệu nhá, 7,3 triệu. Chứ còn tất cả đây anh em nhìn này, đấy, nó vẫn còn zin hết đây.
Con này dòng đen hết, thời cũ nó. Con này mã bao nhiêu? A504. Con này là mã A504 nhá. Em cảm thấy ok được thì anh em đặt con này. Đấy. Máy thì Honda 100 VIP rồi. Không có cái gì rồi. Phải suy nghĩ con này nữa rồi. Đấy, máy lổ êm hết. Đấy, nó ý là những cái dòng và anh em nắp rem Thái. Đấy, nó kèm theo măng cá nhá. Đây, kèm theo măng cá hết này. Măng cá này, cần đạp cần số nhá. Đây, GL5 cần theo cần đạp cần số với lại chế hoa khí. Zin đẹp của nó anh em nhá. Đấy, anh em ưng được con này thì anh em chốt con này nhá. Mã A bao nhiêu? 504. 504 anh em nhá, con đờ rem. Rồi, tiếp theo con CD90 nữa. Con này thì nó cũng bị vẩy vẩy lại lốc rồi. Thì con này thì em bán cho anh em là con này là 6 triệu nha. Chốt anh em 6 triệu cái tai là bị gãy rồi. Đấy, con này thì cũng zin đẹp. HMB1 à. Đấy, HMC1. Mã A505. Đấy anh em nhìn này. Đấy nó ý là nó dán còn tất cả này nó vẫn còn zin hết. Ý là cái lốc bên này nó hơi sứt sứt một tí thì nó có thể là bọn đấy nó bên đấy nó thật sự là nó cũng bên sửa xe bên đấy nó cũng rốt lắm, nó cũng không mấy được. Đây còn đầu bò anh em nhìn này, đấy, anh nhìn là biết rồi. Đấy sa buông thành sắc cạnh nó vẫn còn gì rất chi là ngon. Đây là HM1 nhá. Đấy và hơi 85. Đấy còn cái mang cá bên này, còn tất cả bên trong điện đều là zin hết anh em nhá, toàn điện zin hết. Mấy hàng này em đặt là bên họ là hàng có máy cực đẹp, máy cực ngon, máy lổ êm bên em mới lấy, chứ còn không có chuyện là bên em lấy cái máy nó ấy đâu. Đấy nó rất chi là sạch sẽ anh em nhá. Đấy, máy còn rất chi là đẹp. Con này là mã A505, giá 6 triệu em bán cho anh em 6 triệu nhá, tại vì cái lốc bên này nó hơi xấu một chút này, con này em chịu lỗ một chút này. Đấy con nọ bốn kia, con này hơi xước một chút thôi. Đấy nên là nó đã sơn lại rồi. Đấy còn tất cả là đều zin hết anh em nhá. Rồi tiếp theo con cuối cùng đây, cuối cùng ngày hôm nay. À đây phụ kiện của nó em quên mất. Đấy phụ kiện của nó đây. Đây con này nó sản xuất năm 1984 sao này. Em không nhớ rõ đâu. Đấy còn được bộ cái cần số này nó rất chi là VIP này. Đấy. Cần số đẹp này. Gầy. Đấy, cần đạp cần số của nó đây. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay sẽ là con mã A506. A506 nha. Đây, con này thì sơn nó cũng bị vẩy vẩy qua rồi. Đấy, con này em để 6 triệu. Con này chắc em vẫn giữ nguyên giá thì lốc nó rất chỉ đẹp này. Đấy. Đây. Nhìn. Tài tiếc nó vẫn zin hết anh em nhá. Đấy. Đầu bò vẫn ngon này. Thì nó mỗi mất con ốc này thôi. Con ốc này. Cái con này hơi hàn tí thôi. Về trong quá trình sử dụng nó hỏng mấy chục lần rồi nên là có để ở góc nào đó nó hơi kém đấy. Hơi đầu bò E29 này. Đây, hơi 85. Con này là HMC3 nhá, HMC3. Đấy còn anh em chơi rồi thì anh em nhìn những cái bộ phần đầu bò này thì anh em nhìn đây, còn cái bên này nó vẫn còn zin đẹp nha anh em nhá. Đấy. Con này là mã A256. A506. Đấy, côn zin vách giữa chưa trẻ và măng cá nói chung là vẫn zin ngon đẹp hết anh em nhé. Đấy, côn thì nhẹ. Đấy. Honda. Sản xuất ở những cái năm nó đôi khi có những con này sản xuất những năm em còn chưa ra đời cơ. Đấy. Nên là nó cũng nhưng mà ý là khi thời gian mà để nó sử dụng nó cũng rất chỉ là ít, mấy thời gian mà mua được con xe này nó ngang với lại kiểu như là kim vàng ruột lệ thời xưa nó mua nó rất chi là đắt giá bằng con ô tô bây giờ. Đấy, nên là họ giữ gìn cũng rất chi là tốt, máy đẹp ấy thì họ giữ gìn tốt nên là họ để lâu năm trong nhà họ cũng muốn bán sắt vụn. Hả? À con này nó hơi vỡ đây một tí thôi, con này hơi vỡ đây một tí nha. A506 cần đà cần số anh em nhìn này. Con này nó vẫn còn vít này, đẹp quá đẹp luôn. Có những bộ cần số nếu mà anh em mua lẻ là cũng hàng triệu đồng chứ không phải ít đâu. Đấy, con này được bộ chế cũng ngon này. Đấy,
1984. Rồi thì cũng hết video rồi, thì anh em mua được con nào anh em cảm thấy ok, cân đối được con nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại em để ở đầu video nhá, anh em có thể là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại có hai Zalo, hai số điện thoại là hai người khác nhau nha các bác nhá. Anh em cứ liên hệ trực tiếp một số một thôi. Với lại Zalo thì đúng số nào thì anh em Zalo đúng số đó nhá. Thì anh em mua hàng thì không nhiều lúc nó nhầm lẫn. Rồi thân ái chào tất cả anh em cùng tất cả các bác.